Give me museum. A lot of people wouldn't like it. Mình phải nhờ anh Du chứ không mình chẳng biết. Anh của anh à? Cái chụp này là trong lòng của Việt Nam này, tại Gourmet Museum. Not gonna be now. Here in this area, AD Fud Lam Thong Khot. According to Central Robert Charger, single stage, I was due to use that according to the this is according to the audio way to say the trong đồng here in the North Vietnam. So I will repeat what the audio say. Trong đồng của người Việt Nam đây. Right in the first century in North Vietnam. So now, the next step, want to see this one. This one is Buddha, ngang tay, tượng Phật ngang tay, tượng Phật. Phật Hòa Ngâm, Việt Nam, này của Việt Nam. Những đồ trong phòng này, all the things I am here from Vietnam, all them from Vietnam, take over by French, they took it. When they stay in Vietnam 100 years on this one. Đây là trống đồng. Hand machine. Chào chị.
Đồng sơn Thanh Hóa, Đồng Sơn. Monsieur. Hein?